Trúc ơi. Ngoài về. Vâng. Nếu cô đuổi nó, cô đánh, cô đuổi nó đi. Vâng. Thì bây giờ. À, cô đừng hiểu lầm, chị đấy chỉ là người tốt. Vâng. Thì cô thương mấy con dâu bây giờ. Đẹp này. Nào. Đấy. Ông ơi. Ừ. Nay con đi chợ lấy đồ. Con đi chợ lấy đồ. Vâng. Hôm nay trời chết nó mát mát sáng này, sớm này con đi chợ lấy đồ. Đi mua cái gì không? Đi gặp cái gì thì lấy cái đấy ông ạ. Con chào ông, thì hai mẹ con đi nhá. Để đi à? Vâng. Con đi nhá. Ông nhà ông làm cái nhà tắm. Mà mất cái nhà tắm cho nó gọn. Vâng, thế ông ở nhà làm mất cái nhà tắm nhá này. Hai mẹ con đi tìm đồ. Hai mẹ con đi tìm đồ đi chợ bán không ạ? Rồi rồi. Ông ơi, đi nhá. Hai mẹ con mình đi chợ nhá. Tìm đồ rồi nhá. Tìm đồ đi chợ này. Ông ở nhà để làm nhà tắm nhá.
ngon quá. Hỏi gì đây? Cô đây, cô ở mình hiệu, cô ở với ai đấy ạ? Ở mình. Cháu hỏi thăm có tí. Chuyện gì? Cháu hỏi thăm tí việc cô đâu. Vào đây đã ngồi. Có chuyện gì đấy? Thôi. Ừ. Thăm tí. Gì đấy? Cháu ở với ai đấy ạ? Ở mình. Vì hoàn cảnh của cháu nên là cháu mấy tháng trước cháu có để một đứa trẻ con ở kia với một tờ giấy. Ừ. Thì cô ở đây cô có nhìn thấy không ạ? Thế là con của cháu à? Vâng ạ. À, thấy vì thì cô đi xa về. Vâng. Thì cô thấy đứa con dâu cô có một đứa con. Vâng ạ. Thì cô không biết con của ai. Vâng ạ. Hay là cô không biết là nghĩa đi nang loạn đâu về. Vâng. Thì cô có đuổi. Ôi cô có đuổi nhưng bây giờ nó bế con đâu cô không biết nữa. Thế cô gặp đấy ở đâu không cô? Cô có biết không cô? Cô biết là bây giờ chị đấy đi đâu không cô? Cô không biết được nhưng mà cô nghe thấy dân làng họ nói. Họ bảo là vẫn nhìn thấy nhưng mà họ thấy nhìn thấy có bế đứa con đi. Nhưng mà không biết là bây giờ họ bảo là đi đi nhặt rau rồi cỏ phải đi bán thôi. Dạ, đấy, giờ cô biết tìm ở đâu mà cô ơi, cô ở đây cháu là người xa xôi, cháu không biết ở đây, cô chỉ cô, cháu đi đường với ai? Bây giờ đi đường thì cháu cứ đi thẳng đường, xong cháu đi lên nhìn thì nghe ngóc ngách ở trên đồi ấy. Đấy thì là xem nó ở chỗ nào. Vâng. Thì thấy dân làng vẫn ở đấy, nó đi nhìn thấy để đi dụ con đi để đi lấy rau bán. Vâng. Chứ còn cô không biết nữa, không biết đi đường nào. Bây giờ cháu có đi lên đồi lên ra đường thì cháu có đi vào ngóc ngách nào cháu tìm thì cháu có thấy thì không. Vâng. Đấy thì trước hoàn cảnh của cháu nên là cháu cũng không có kinh tế để nuôi. Bây giờ kinh tế cháu nó cũng ổn định rồi, cháu muốn đi về đây để tìm lại con để cháu mang về nuôi. Cô xem là tìm ở đâu được, cô mách hộ cháu với, chỉ hộ cháu với. Bây giờ vậy thì cô nghĩ là con dâu cô năng hoàn cơ. Bây giờ là vậy là cô nghĩ theo là cô thương con dâu cô quá. Thì bây giờ biết làm nào được. Thì cô có chửi đánh đuổi nó có đuổi nó đi. Vâng. Thì bây giờ thì không biết tìm ở đâu. Vâng. Thôi bây giờ thì cháu cứ đi tìm đi. Bây giờ nghĩ cô cũng thương con dâu cô đấy. Bây giờ cô nghĩ lại là cô thương nó rồi. Vâng. Thì cô cứ đi làm sao, cô nghĩ là nó đi năng hoàn đi tìm con đâu về nó đi hoang nhé. Bây giờ nghĩ thì cô thương con, con dâu thì cô thì thôi thì bây giờ cô không biết làm thôi thì cháu cứ đi tìm đi. Cháu cứ tìm quanh quẩn lên đây xong nếu mà cô tìm được cô bảo cháu với nhá. Nếu mà cô mới nhìn thấy ở đâu thì cô mách về đến đây cho mà đấy. Vâng ạ. Đấy. Thế này khổ thân chị quá.
Khổ thân chị quá, bây giờ mới tìm ở đâu hả cô? Cô cũng không biết, cô nghĩ là con của cháu chỉ là người tốt quá. Cô cũng nghĩ là con nhà cô nó đi năng ngoài kiếm đâu về thôi. Thì cũng không nghĩ là con của nó. Thế bây giờ thì thôi, thì cô đuổi nó đi đâu rồi cô bây giờ cũng không biết nữa. Bây giờ cô nghĩ cô thương nó. Đấy. Chị là người tốt cô ạ, đây là đấy con cháu đấy, không phải con chị đâu cô ạ. Thế thế cô lại nghĩ là con của nó nó đi lấy ở bên ngoài về. Vâng. Thì cô đuổi, là cô đánh cô đuổi nó đi. Vâng. Thì bây giờ thì cháu đến đây thì nói thì cô cũng nghĩ cô cũng thương nó. Thì bây giờ thì cô không biết làm thế nào được. Cô xem đấy. Cô cho cháu mượn một bút mấy tờ giấy, cháu ghi ở đây xong đầu cô có gì cô cho, có gì cô gọi cho cháu. Nếu mà chị bế con về đây hoặc cô tìm thấy cô liên lạc hộ cháu. Ừ. Cô lấy cháu bút nhé. Cảm ơn, vâng ạ. Cô đi lấy bút nhé. Vâng ạ. Làm cháu ghi vào đây, không có gì thì cô ở đây xung quanh đây cháu là đất khách quê người cháu không biết nên là cháu về đây thì cô xem là ở đây nếu mà cô tìm được hoặc là cô cho cháu cho số điện thoại cô gọi cho cháu. Được. Thấy thì cô điện cho. Vâng ạ. Cô điện cho mình đến đón con. Vâng ạ. Đây cô ạ. Cô cầm nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Cô ấy thì là có gì cô điện cho để đến mà lấy con về. Vâng ạ. Đấy. Cô gặp cô tìm nhờ xung quanh hàng xóm láng giềng bà con thiên hạ đây mà tìm được cô tìm được thì cô đừng hiểu lầm chị đấy, chị là người tốt. Ừ. Thì cô thương mấy con dâu bây giờ chị cô đuổi chị đi bây giờ cũng khổ thân, bây giờ cháu mất cháu có con với con để con của cháu không phải con của chị mà để cô hiểu lầm nên khổ thân chị đấy, bây giờ cô đi hỏi bà dân thiên hạ thấy chị thì đón chị về xong cho cháu xin lại con ạ. Rồi. Vâng. Cô chị đi... là người tốt. Rồi mà cô mà đi mà cô tìm thấy thì là cô tìm cho con cô ở chỗ nào. Vâng. Thì cô đón nó về. Vâng. Xong rồi cô điện cho mình bế con về. Vâng. Xong ạ. Con nuôi con dâu của cô để nhà. Vâng ạ. Đấy. Cháu cảm ơn cô ạ. Con đi là bố cháu nhá. Cháu đi về. Thế mà thấy thì cô gọi nhà đón con. Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu chào cô ạ. Vâng, cô, rồi, cháu về nhá. Chúc cháu với nhá cô rồi, nhá. Cháu về nhá. Vâng, cháu đây, cảm ơn cô ạ. Rồi. Bây giờ nghĩ thương con bé mà không biết đi đâu. Giờ không nói nào mà tìm nó, khổ thân thật. Bây giờ biết tìm ở đâu được. Cô ơi, cô cố hộ cháu với cô nhá. Rồi. Em hộ cháu với. Rồi, cô sẽ hộ. Vâng, cô sẽ tìm thấy rằng là cô báo. Vâng, tìm cháu với. Giờ biết làm nào của thân nó bây giờ cũng tìm ở đâu đuổi đi giờ giờ cũng tìm ở đâu được không? Cô có giúp cháu với cô nhá. Rồi cô cứ đi đi mà về rồi cô nghĩ bây giờ cô đuổi đi bây giờ cô cũng biết nó ở đâu được. Cháu cô giờ cháu biết đi tìm ở đâu đây, trời là vật cô tìm thấy con. Cô tìm thấy cô gọi nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cô không biết đâu nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô. Vâng ạ.
Vâng, cháu về đây ạ. Ôi, câu hỏi đi.
con hay cắm vào đây mua đồ không hả? Có, hồi hôm thì con thấy vào đây mua mì tôm, mua sữa. Thế à? Thế mấy hôm nay thì không thấy. Thế à? Thế chỉ lúc đấy là mấy con đi thì bé ngủ ở nhà đây, có người thì mà thì mẹ con nhà bạn đi hộ em đi nhá. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Thank you.
ăn hết rồi đấy. Thóc còn cám cho nó ăn không con ạ? Vâng vâng. Ông chưa xem đâu mà. Ăn đây nhá. Thank you.
này dở rồi. Được bữa canh cua rồi, mấy ông con ăn xưa đi về thôi. Về rồi không ạ? Vâng, con bắt được một mớ cua không ạ? Được không? Đó. Ông làm cửa xong rồi à? Vâng, làm cửa xong rồi, làm mỗi cái sàn nữa thôi. Vâng, đây, con bắt được một mớ cua không ạ? Đâu, xem nào. Mớ cua. Thank you.
thấy giờ được ăn rồi đấy. Vâng. Ngô lên rồi đấy không ạ, sắp vun được rồi đấy không ạ? Ngô chắc là vài ngày nữa là cho phân vun được rồi. Vâng.
xong chưa? Con làm cơm xong rồi. Vâng, con làm cơm nghỉ tay để ăn cơm không ạ? Thôi ông dọn nghỉ đi rồi ăn cơm không ạ? Rồi, rồi đang dọn rồi. Rồi, em mâm không? Em mâm nhá, đồng chí. Em mâm không? Mâm nhá. Thật cháy ngon quá. Không, cơm thịt nữa này. Cháy ngon quá ạ. Em ma đi. Cháy ngon quá. Cái này ngon rồi. Á tuyệt rồi. Này. Ăn cơm nữa này. Em mời ông ăn cơm ạ. Ăn cơm đi. Ê, mời em bé ăn cơm nhá. Này con bắt được ít cua nấu canh, bắt canh ăn ngon quá không ạ? Ngon mà. Ông ơi, con mời ông ạ. Ông ăn đi ạ. Ngon quá ạ. Vâng. Nay đi bắt có sao không ạ? Em bắt ở ngoài bờ suối không ạ? À, bờ suối à? Vâng. Ừ. Suối béo nhỉ? Vâng, ngon ạ. Béo. Ngon. Đây mà. Đây. Đây mà. À, lấy đâu. Nhanh nhanh quay đây. Này. Thằng răng cháy ngon quá không ạ? Cháy ngon. Mẹ bón em nè. Năm mắm. Năm mắm. Ông ăn miếng cháy đi ông. Ông ăn cháy ăn cơm à? Ăn miếng cháy. Cháy ngon quá con. Cháy. Cháy này chỉ còn nóng như này nè. Cháy ngon lắm không ạ? Ngon. Mắm cháy không? Mắm cháy không? Nè, mắm nè, mắm. Ông mắm nè. Ông ăn nữa đi ạ. Xong rồi, xong rồi. Vâng. Con dọn nhá. Vâng, thế để con dọn không ạ? Ừ. Ông coi cháu giúp con để con dọn ạ. Dạ. Dạ. À, đây mấy ông nè. Ôi ngoan nhỉ. Ở đây nhá, cho mẹ dọn nhá. Dọn cho đẹp nào. Đấy. Dọn cho đẹp. Ừ. Đấy đấy đấy. Chưa. Đấy.